loa lại về cho bác rất nhiều. Đây mà sẽ dọn đây, còn đôi loa này thì có bác yêu cầu chút nữa em test cho. Đấy nhỉ. Ở đây mà sẽ test sau. Loa về rất nhiều, các bác thấy là thợ làm suốt ngày đấy, cắt gạch đủ thứ. Còn các bác điện cho em thì thông cảm, hai máy liền hai số kêu. Không thông cảm nhé. Chút nữa em điện lại. Hai máy này các bác khách. Sau đây em sẽ giới thiệu đến cho các bác một số mặt hàng mới về đây. Dòng bình dân đây. Và tất cả những dòng bình dân này em sẽ đăng ở bên kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Còn kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ thì em sẽ đăng ở hàng cao cấp. Các bác là theo dõi dòng bình dân nhé, dòng hàng xịn nhưng giá bình dân, thì các bác vào YouTube các bác gõ tìm kiếm là Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ, sẽ ra các bác đăng ký và theo dõi giúp em ở bên kênh đấy. Sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác gồm có hai con lobby răng cua hàng xịn, một con lobby đời nông và một con vang Equai của răng cua tiếp, và cuối cùng là đôi loa đời nông, đôi loa cây đời nông đấy. Đôi loa cây đời nông này có giá là 1.900.000 một đôi loa cây này, nó cao tầm gần mét ấy. Con lobby đời nông này có mức giá là bao nhiêu? 2.900.000 đời nông có mức giá 2.900.000. Con lobby răng cua PA 203A có mức giá 4.800.000 hàng xịn đấy. Con lobby răng cua PA 203A một con nữa giá cũng 4.800.000. Hai con này nó khác với năm sản xuất, một con là sản xuất 2003, một con 2002 thì phải. Chút nữa em giới thiệu chi tiết. Hai con này đều có mức giá là 4.800.000 một con. Sang đến bên đây, đó là chiếc vang răng cua nhé. Vang răng cua này, đây nó gọi là Equai vang răng cua này. Bộ này bộ chỉnh mic để hát ấy, vừa nghe nhạc hay vừa mic hát hay này. Con này là con răng cua HM303. Đây là tem chống hàng giả. Alo, tem chống hàng giả luôn ạ. Đây, tem chống hàng giả luôn ạ. Được chưa các bác? Tem chống hàng giả luôn, còn nguyên ạ. 1.600.000 con này ạ. Đây, con này chỉnh vang dại rất là hay. Hàng Korea, các bác chưa? Korea luôn. Chưa? Đấy, em giới thiệu luôn cho nhanh. Đây là con răng cua. Con răng cua con này là chuyên dùng cho nghe nhạc và karaoke. Chỉnh vang nhại cho nghe nhạc và karaoke. Chỉnh phổ thông nhất cho các bác thích dùng nào dùng. Đấy, thấy chưa? Con này mức giá 1.600.000 ạ. Răng cua. Con này gọi là con vang đi. Vang HM303. Cứ để thế anh nghe cho, cứ lau đi. HM303. Sang bên đây thì đó là con âm ly răng cua PA203. Hai con này nó khác với năm sản xuất, các bác nhìn trên dây này. Ấy là không phải 23, mà con này là sản xuất năm 1993. Con này sản xuất năm 93. Xem qua bên này. Em nhìn dây sản xuất. Con này sản xuất năm 92. Con số 2 là sản xuất năm 92. Con số 3 là sản xuất con số 1 là sản xuất năm 93. Con số 1 này là sản xuất năm 1993 này. Ra gô hàng xịn hết ạ. Hàng xịn tất, bao cho bác hàng xịn tất. 4.800.000 một con. Các bác chú ý hộ em nhé, con số 1 là sản xuất năm 1993. 1993. Con số 2 này cũng 4.800.000 mà, sản xuất năm 1992. Đấy. Còn tất cả đây, lòng phèo của nó thì ok được các bác. Nhá, răng cua con này phải nói luôn là nó nổi tiếng về hát karaoke đấy. Con này các bác chỉ cần một đôi BMW em hay bán hàng ngày đấy, hoặc một đôi BK hơn 3 triệu nữa là bộ karaoke phê luôn. Được chưa các bác? Đấy, phía sau của nó đây. Dòng này phía sau nó đều có tản nhiệt hết ạ. Đây. Đều có tản nhiệt luôn. Tản nhiệt hết các bác nhé. Phía sau đều có tản nhiệt. Korea đây. Con này trở kháng thấp đến 4 ohm luôn. 4 ohm. Hàng Korea đấy. Đây. Điện có cả 110 và 220 đã gạt rồi. Gạt rồi ạ. Đây đấu đất. Nó nhiều em nhé. Hàng xịn của em đấy. 4.800.000 ạ. Sao bên đây còn nữa này. Ở đây em quay ra cho bác chỉ đằng sau thôi. Hả xịn thì nói em gì. Đây tất cả đều có tản nhiệt. Đánh đằng sau cũng đã gạt cầu rồi. Trở kháng cũng 4 ohm. Đánh từ 4 ohm trở lên thoải mái. Điện 110 và 220. Ok chưa?
đấy, 4,8 triệu một con đấy, các bác thấy không, mấy ngày cả tuần nên không dám quay là vì thế đấy. Đây tiếp tục đến con Ly Đờ Đông F88, con Đờ Đông F88, con Ly này các bác nào lấy này, mức giá của em nó này 1,9 triệu chứ không phải 2,5 triệu, 1,9 triệu, em báo nhầm đấy, 1,9 triệu, 1,9 triệu, 1,9 triệu. Hãy nhìn số nó khác khác. Vậy là đôi loa này 1,9 triệu với con Ly này 1,9 triệu, giá 1,9 triệu. Đây ạ. Được chưa? Thoải mái về ăn chơi các bác, độ đánh loa Đờ Đông. Loại này các bác nào đó có mấy đôi bâu nhỏ nhỏ vừa vừa xinh xinh đánh thì phê lòi. Còn đôi loa này đây. Và có các bác đây. Nó được thiết kế này, màng ke van này. Hai con tép, hai con bát này, một tép giữa này. Màng ke van hết. Cân vải thẩm dầu, còn zinet. Chiều cao xem nào. 1 2 3 4. Chiều cao tầm khoảng độ 86 đến 88. Có đế đàng hoàng luôn ạ, có đế đầy đủ đẹp. Ví dụ. Được. Đằng sau có hai lỗ thông hơi. Phía sau đẹp lắm, đây quay phía sau cho các bác nhìn. Đấy, phía sau. Phía sau có hai lỗ thông hơi. Đây, đó là SCTM730. Con này công suất tối đa 80W, vậy là đôi này công suất tối đa là 160W đôi này, công suất tối đa một đôi này 160W, mức giá 1,9 triệu một đôi này. Cảm ơn các bác.